Sáng nay phấn vân khởi quá nhỉ. À còn duyên ken cá chọn canh, hết duyên ếch được cả cua canh cũng vơ. Còn duyên ken những trai tơ, hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng. Các bác trông em trông cái này, em vẫn xinh tươi như cái tuổi ngoài lộc tuần. Em mà xón một tí phân vào mặt ấy thì bọn 20, 18 người phải gọi em bằng cụ. Các bác biết về sao mà ở cái tuổi này rồi, ngoài lục tuần rồi mà vẫn trẻ không? Quá trẻ đúng không? Thần kinh em là vẫn tốt. Da đây này, đấy, da thì trắng này, tay thì phơi ra đen. Nhưng mà thôi, đen thì ăn quen nó lại đến. Thú tập sáng nay cũng muốn tâm sự với các bác một tí nhá. Tâm sự có một vài cái điều thế này. Ở cái tuổi ngoài lục tuần rồi, cũng khuyên các bác một tí này. Các bác ấy ở nhà thì cũng ở cái tuổi như anh em mình rồi ấy, bắt đầu là dậu đổ bìm leo, cái lọ nó sọ sang cái kia, khớp gối thế này là cứ lảo xảo, sáng nó ngủ dậy là mệt mỏi, nằm mới nằm mãi không dậy được, mà nằm bây giờ là anh em mình là cũng phải rung chân thế này, dở mình xong mới dậy. Mình phải quan tâm đến sức khỏe, mình phải yêu cái bản thân mình. Con em nó cứ hỏi mà ở nhà thì bố yêu ai nhất, em cứ trả lời thẳng, ăn mặt nói ngay, ăn chay nói thật, bố là bố yêu bản thân bố nhất, bố là đầu tiên, ngoài ra mới đến chúng mày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ mười, tùy theo từng đứa, cãi mà phạt cấp đôi, chống phạt cấp ba. Thế các bác ở nhà bây giờ cứ thôi thì quý cháu thật, suốt ngày bế cháu thôi, quý con quý cháu thì nấu cơm nấu nước, để cho con gái trẻ thì cứ đi tập hình thể rồi du bích rồi đi du lịch. Không, các bác là phải yêu cái bản thân chứ không có được như thế. Em cũng nói thật, mình đi ra ngoài thì cúi lên cúi xuống rồi giãy đầm đi làm mọi vấn đề, đi ra thì cứ ở nhà úi trong cái nhà, ai mà cháu có con có cháu chả quý, mình chăm con chăm cháu thôi chứ không phải là cứ nhà cứ bế suốt ngày như thế đi. Phải yêu cái bản thân mình, em cứ góp ý các bác thế. Cho nên ở cái tuổi em nói thật với các bác là ở cái tuổi này thần kinh em vẫn tốt, vẫn diễn giết, vẫn đều đặn, mặc dù là nó hơi đau lưng đau đức nó tất cả này. Thế thì thú thực với các bác là thế này thôi, anh em với nhau có cái gì tốt ấy thì là góp ý với các bác và nói với các bác là mách các bác, em là cái tính người cầu toàn vừa hay là đang đi tào tháo, thế mở mạng mở miếc ra thì truyền hình chúng nhiếp tất cả thì thấy có cái sữa thú thực nhá, Helin canxi đấy, từ lâu rồi em uống ấy, thì nó trước là nó cứ lạo khạo cổ ở vai gáy này, xương khớp nó kém, thế nó uống đây thú thực này, nó thật các bạn này, Helin canxi uống sáng một lần tối một lần, uống ngày không đủ tranh thủ uống đêm, uống thêm buổi tối, uống gối sang ngày hôm sau, uống mau thêm 3 ngày nữa, uống mãi mãi uống và uống đấy, uống nó vào, uống cái này nó dễ, nó không như là kể cả các bà móm ấy, sáng nó mang cái cha phẹ vào phốc, xong rồi phối một phốc uống thấy ngon lại chưa, mà lại uống một phốc nữa. Mà uống cái này tôi thường với các bác nhá, là nó thanh thanh mà lại còn thơm mồm, dễ uống, ngọt lắm, ngon lắm, chứ nó không hắc hắc. Thế cho uống cái này là nó cải thiện rõ rệt luôn đấy, em cho thực. Đây này, cứ ngày em cứ cho đây này, 4 cái muôi này. Đấy, thôi thì ngồi đây thì đây, 4, 2, 3, 4, 4 cái này, khoáng lên. Đấy, khoáng lên xong rồi. Cái giống thơm quá, để vào môi xong nó trôi vào họng, để vào họng xong nó tọng xuống dạ dày. Không, thôi để cái nào uống trồn trột này, ai cũng uống được. Mình nghĩ rằng mình phải yêu cái bản thân mình phải chăm lo cái sức khỏe của mình chứ. Suốt ngày cứ ở nhà lúi húi nấu cơm, nó điếc xong về, nó để bảo là nấu thế này nó không ăn được. Ở riêng, không có chung,
mình là phải chủ động chứ không phải bị động với chúng nó được. Người ta bảo nhà của bố mẹ là nhà của các con, mà nhà của các con là không phải nhà của bố mẹ. Công vợ thì ngon, cơm con thì đắng, mình phải chăm lo cái sức khỏe cho mình, tất cả phải chăm. Đấy thì mang với các bác uống cứ thế này thế uống, không có chết ai cả, ngon ngọt thơm, uống nó quen. Thế hôm nay là mách với các bác như thế, và các bác là phải quan tâm đến sức khỏe, mình phải yêu bản thân mình nhất. Ngoài ra các thứ khác mấy thứ hai thứ ba phải chủ động mọi vấn đề. Đấy em bên này trông thế này uống các thứ rồi vào vẫn múa máy, kể cả xoạc em xoạc đây này này vô tư luôn. Có ai ở em vẫn xin tuổi nhớ cái tuổi lộc toàn. Đấy, có ý kiến đấy nhá. Henry, canxi, nhớ nhá. Cứ uống đi, cứ nghe em uống đi. Em cũng kiểm tra rồi, suốt rồi. Mở Google ra rồi. Đa số rồi. Vâng. Đấy. Các bác thấy được không? Vẫn có được chứ nhỉ? Nhớ nhớ bà con. Một ngày là hai cái cốc này, à, hai cốc, nhớ đấy. Hình không có nói điêu, đỡ hẳn nhá. Đây này, đỡ lọc cọc, đỡ cổ vai gáy, này. Cái này không cứng, này. Lắc thoải mái. Các bác ạ, Helin canxi này là nhập khẩu từ Hoa Kỳ, mà đã được kiểm định rồi. Và Xuân Hinh là cái người mà cũng hay đang đi. Thế cho nên là đã kiểm tra, đã thấy báo chí rồi, truyền hình thấy có đăng hết cả đà. Nên uống luôn. Mình cũng muốn mình thử uống thử, một xem thử, có thử mới biết được. Nhưng mà tốt đấy. Mình chia sẻ chỉ có tâm huyết thế thôi. Thế giờ cứ uống cái, đây, cứ uống cái này. Thế thì ai chưa bị xương khớp thì nó cũng tốt. Mà bị rồi thì nó lại tốt hơn. Thôi, uống thử xem có thích không, thích thì lại nhích, có vấn đề gì đâu. Thế thôi mà. Thầy nhắc lại nhá, bà con ấy, ai mà đang bị về vấn đề về xương khớp hay này, uống Helin canxi này là thấy khác ngay đấy. Uống đi nhá, uống thử, thích thì lại nhích. Nói rồi, Xuân Hinh cũng đã dùng và đang dùng, thấy nó cũng hiệu quả. Bà con cứ yên tâm, uống vào nhé, yên tâm.